Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 1 sắp tới, môn giáo dục công dân 6. Đầu tiên, về giới hạn ôn tập, chúng ta sẽ ôn 4 bài. Bài 2, yêu thương con người. Bài 3, siêng năng kiên trì. Bài 4, tôn trọng sự thật. Và bài 5, tự lập. Về cấu trúc thì đề sẽ gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Sau đây chúng ta sẽ đến với trọng tâm kiến thức của những bài trong nội dung ôn thi học kỳ. Đầu tiên là bài tôn trọng sự thật. Ta đến với khái niệm tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật. Biểu hiện là người sống ngay thẳng, thật thà, nhận lỗi khi có khuyết điểm. Về ý nghĩa, tôn trọng sự thật là đức tính cần thiết, quý báu, giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, được mọi người tin yêu, quý trọng. Cách rèn luyện để tôn trọng sự thật, chúng ta cần nhận thức đúng, có hành động và thái độ phù hợp với sự thật. Ngoài ra còn phải bảo vệ sự thật, phản ứng với các hành vi thiếu tôn trọng sự thật, bóp méo sự thật. Bài tiếp theo là bài tự lập. Về khái niệm, tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, không dựa dẫm phụ thuộc vào người khác. Biểu hiện của tự lập là tự suy nghĩ, tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tự lập giúp chúng ta tự tin, có bản lĩnh cá nhân, dễ thành công trong cuộc sống, xứng đáng được người khác kính trọng. Để rèn luyện tính tự lập, chúng ta cần chủ động làm việc, tự tin và quyết tâm khi thực hiện hành động. Bài siêng năng kiên trì. Siêng năng là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên của con người. Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết tâm bền bỉ đến cùng, dù gặp khó khăn, trở ngại. Siêng năng kiên trì giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng tới thành công. Về cách rèn luyện, thì em cần học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và sự ứng xử trước khó khăn và thử thách. Bài yêu thương con người. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Biểu hiện của người yêu thương đó là quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ, thậm chí là hy sinh vì người khác. Biểu hiện trái với yêu thương đó là nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn và đau khổ của người khác, bao che điều xấu, vô cảm vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác. Yêu thương con người chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta cần giữ gìn và phát huy. Trên đây là nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm của những bài trong nội dung ôn thi. Còn phần bài tập vận dụng, phần trắc nghiệm thì cô trò chúng ta sẽ cùng luyện tập ở trên lớp bằng các bài tập cụ thể nhé. Cô chúc các bạn ôn thi và đạt kết quả thật tốt. Cô chào các em.